077 082 064 034 021 11 tháng 2 năm 2020 bắt chuyển cho các bác. Ok, giờ này là lúc mà thời tiết cũng khá là nóng, à đã khá xin lỗi các bạn, khá là lạnh. Và miền Bắc thì đầu mùa con giống đà điểu đã bắt đầu hoạt động. Thì hôm nay mình xin review cái khoảnh khắc để cho các bạn khi mà nhận con giống của bên mình năm 2020 ấy, thì các bạn sẽ làm theo. Đấy, cái thứ nhất là kính thưa các bạn, là đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những cái thảm như thế này. Cái thảm như này mua ngoài thị trường là 25.000 một mét vuông, và các bạn lên mua và mua khoảng tầm một vài mét vuông đấy, để hai tấm để thay nhau. Thứ hai là các bạn mua cho mình những cái cót ép. Con ép này mình mua là 50.000 một tấm, cao 50, dài 1,5 m. Ở đây cái hình tròn này là nó như một cái giếng, đường kính khoảng 1,5 m đến 2 m. Và tiếp theo là các bạn mua cho mình những cái bóng úm như thế này. Đấy, cái bóng úm như thế này, trên thị trường khoảng 40.000 một bóng. Thì hôm nay thì là ngày 11 tháng 2 dương lịch năm 2020. Thì đây là một cái khu, một trong những cái khu mà mình úm con giống đầu mùa cho các bạn. Thì các bạn thân mến, là chúng ta lên chuẩn bị một cái máng bằng gốm. Cái máng bằng gốm này thì chúng ta sẽ kê hai bên gạch chỉ nằm ra và để nước như thế này. Thì những chú đà điểu của chúng ta sẽ thò đầu vào uống và chúng sẽ không trèo vào, sẽ không bị ướt rốn nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng cho mình những cái khay như thế này để cho cám úm vào. Hoặc là các bạn có thể mua những cái mẹt như thế này để cho rau và cho cám vào. Rau thì ở thời gian đầu các bạn dùng có thể là dùng rau muống hoặc là cái ngọn hoa trắng này các bạn nhé. Cái rau hoa trắng này này mọc ngoài rìa đường. Đó. Cái rau này mình quay này không biết các bạn có nhận rõ không, rất là dễ dàng đúng không. Tiếp theo là các bạn dùng cho mình những cái thuốc, cái thuốc B1 này. B1 này là 20.000 một lọ, mà được tận 1.000 viên cơ. Thì các bạn thấy là mình, ví dụ đây mình cho nó xuống đây, nó sẽ ăn các bạn nhé. Các bạn đừng nghĩ là nó ảnh hưởng gì cả, nó sẽ tự nhặt nó ăn thôi. Một trong những cái hạt B1 này để cho nó nhặt nó ăn là rất là tốt. Đấy, tất nhiên là nó ăn quá nhiều, ăn khoảng trên 10 hạt thì nó sẽ bị táo bón các bạn ạ. Cho nên các bạn nên cho ăn nhiều lượng rau nữa. Thông thường thì có thể là từ 2 đến 3 hạt một ngày, hoặc là có thể dùng sai một chút cũng không sao. Đấy, thì còn ngoài ra thì các bạn khi mà các bạn nhận thì các bạn để cái bóng tay vào cái bóng đây và các bạn sờ vào cái con đà điểu quanh khu vực. Các bạn sờ vào thấy nưng nó ấm. Ấm nhá, nó ấm. Và cái thời gian mà sau khi nhận những cái giai đoạn này là giai đoạn 10 ngày tuổi. Thì các bạn về các bạn úm khoảng 1 tuần và các bạn lới dần cái vòng tròn này ra. Và các bạn có thể là cho thêm những cái thuốc úm, những cái men tiêu hóa và B complex. Các bạn hình dung là úm gà cần những cái thuốc cơ bản thì các bạn dùng cái đó. Nhưng mà mình muốn lưu ý các bạn là quan trọng nhất là các bạn phải giữ đủ nhiệt cho nó, dao động từ 30 đến 35 độ C. Nếu như các bạn cẩn thận, các bạn có thể đặt nhiệt kế vào đây. Cái lưu ý tiếp theo là các bạn không nên cho nó, để nó cái mật độ nó mau quá, nó sẽ rỉa lông nhau, hoặc là nó sẽ chỗ những cái quanh khu vực này các bạn lên căng bạt để tránh cái gió nó lộng vào trong cái cơ thể con đà điểu. Cái tiếp theo là các bạn chống chuột, rắn, chó, mèo. Đấy, ở đây thì mình dùng lưới B40 đó, thì bản thân con mèo, con chó nó sẽ không tấn công được. Cái tiếp theo là các bạn lưu ý cho mình là các bạn lên cho nó vận động theo kiểu là lới dần cái diện tích. Sau 1-2-3 ngày thì các bạn cứ phải lới dần ra, và đến giai đoạn to thì các bạn phải có sân chơi ra ngoài, và to nữa các bạn phải cho ra cái chỗ cái cửa kia. Đấy, thì hôm nay là cái video cũng là cái video đầu tiên mình muốn khẳng định với các bạn là bên mình là một đơn vị chính thống, có nhận đặt cọc và nhận hợp đồng mua những chú đà điểu để gửi cho quý vị và các bạn trên
mọi miền Tổ quốc. Đấy, với các bạn ở khu vực miền Nam thì mình cũng đã gửi từ năm ngoái rồi. Tóm lại là sẽ cung cấp cho các bạn theo đúng những cái yêu cầu cũng như cái nguyện vọng của các bạn. Thì về cái phần sau khi các bạn nhận con giống thì các bạn sẽ có được một cái hướng dẫn ở mặt sau của cái phiếu dán trên thùng xốp. Ngoài ra các bạn nào có nhu cầu nhận thêm thuốc úm thì mình sẽ gửi kèm, và tất nhiên là sẽ có tính tính cái tiền thuốc. Ngoài ra thì các bạn khi nhận rồi, các bạn thả ra, các bạn về, các bạn có thể là gọi qua Zalo hoặc là Messenger để cho mình xem qua cái mô hình và cái cách các bạn thả ra chuồng nuôi như thế nào. Và tiếp theo đó là các bạn lên gọi điện cho mình để mình còn hỏi, mình còn tư vấn và mình còn chỉ cho các bạn những cái lưu ý và những cái dặn dò thêm để cho các bạn nuôi. Trong những cái trường hợp như thế này là thực tế là mình rất là mong muốn là được chia sẻ nhiều hơn nữa. Thì các bạn có thể đăng ký kênh Chim Cô Gái Hay của mình để theo dõi những cái bài về con giống đà điểu. Từ hôm nay đổ đi thì sẽ có rất nhiều những cái bài, rất nhiều những cái lưu ý mà mình sẽ đúc kết từ những cái khách hàng. Mình sẽ chia sẻ lên kênh và qua cái trang Facebook là Chim Cú Gáy Hay và cái kênh YouTube là Chim Cú Gáy, để mình chia sẻ cho các bạn. Có những khách hàng họ rất là xuất sắc các bạn ạ, họ rất là xuất sắc, họ nuôi rất là xuất sắc, thì họ cũng chia sẻ với mình và mình sẽ chia sẻ lại với các bạn. Và qua nhiều năm bán con giống thì mình cũng sẽ có được những cái kinh nghiệm nhất định. Con giống của mình thì đã có vaccine và có mã số đàng hoàng các bạn nhé. Mã số đàng hoàng luôn đây này. Đó. Tất cả những con đó là đều có mã số, có nghĩa là được quản lý gen và quản lý có nguồn gốc. Và nếu như các bạn cần thiết chuyển xa thì mình cũng sẽ có những cái giấy tờ về kiểm dịch và về giấy tờ nguồn gốc con giống. Đó. Thì kính thưa quý vị và các bạn, một trong những cái niềm đam mê là mang lại cái niềm vui và hạnh phúc cho người chăn nuôi, cho khách hàng. Ngoài cái việc phát triển trang trại chim cú gáy thì mình đã đưa cái con giống đà điểu trở thành một cái sản phẩm, một cái mặt hàng chính thống trên cái kênh Chim Cú Gáy của mình. Ngoài ra thì kể cả những con bọ ú, con chuột lang và những cái cây chanh thứ quý cũng sẽ được bán cùng với trên kênh. Mục đích của mình sẽ đưa đến những cái cây và con giống thật là hiếm, độc lạ, có giá trị, mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Các bạn thấy là chúng ngủ nằm bông lên nhau như thế này là nó sẽ rất ấm nhé. Các bạn lên nuôi từ 4-5 con đổ lên, chứ không nên nuôi một con và hai con. Nó sẽ trống trĩnh, và tất nhiên là có những bạn đã nuôi một con thành công, nhưng mà thường là càng đông thì chúng sẽ càng tụm vào nhau và càng có cái khả năng tranh đua nhau ăn, cạnh tranh thức ăn nhau, và chúng có cái tập tính bầy đàn, chúng sẽ không bị hoảng loạn ngơ ngác. Thì khuyến cáo các bạn là cố gắng là gọi điện cho bên mình, là số điện thoại là hai cái số, các bạn gọi không được các bạn nhắn tin, hoặc các bạn gọi nhiều lần vào những cái giờ, bởi vì cái số của mình bây giờ cũng rất là nhiều người gọi, rất là quá tải, nhưng nó vẫn trường tồn trên kênh các bạn ạ. Số điện thoại là 0989177982 và 0335305982 các bạn nhé. Thì mình đang cái thực hiện cái clip tại thời điểm này đây là ngày 11 tháng 2 năm 2020 dương lịch, và rất nhiều chú đà điểu con ở những cái ô chuồng khác cũng vậy thôi. Mình làm một cái clip mang tính chất là dặn dò và mang tính chất là khẳng định với các bạn là mình rất là tâm huyết với cái việc cung cấp con giống cho các bạn. Đấy, các bạn yên tâm là những chú đà điểu chúng ta hết sức khỏe mạnh luôn. Các bạn bỏ đồng tiền ra dù 1-2 triệu, nó là những chú con giống mà nó yếu, nó chết, nó thì đó là một điều rất là xót xa cho người bán như những người như chúng tôi. Chính vì vậy, khi các bạn không biết thì các bạn phải gọi điện và chia sẻ. Tuyệt đối các bạn không được giải vôi lên khu vực nền chuồng nhé. Con đà điểu này nó ăn vôi nó sẽ bị bục ruột, nó bị loét ruột. Tuyệt đối các bạn không nên để những cái cọng que mảnh sành, những cái viên sỏi sắc nhọn, nó sẽ làm tắc ruột, những cái quả cao rụng, những cái quả xoan cứng. Tức lúc giai đoạn trước 1 tháng tuổi là các bạn tuyệt đối không cho nó ăn phải những cái thứ linh tinh. Đấy, đâm ra cái việc giải thảm này, ưu điểm của nó là sẽ gì? Ấm bụng. Thì bản thân con đà điểu khi nó ra khỏi quả trứng thì nó sẽ rất cần nhiệt trong vòng một thời gian đầu. Thì các bạn phải nên nhớ là từ 30 đến 35 độ. Và thức ăn như là úm gà, úm ngan, úm ngỗng thôi. Nó sẽ ăn rau muống, ăn rau hoa trắng và ăn cám úm giai đoạn 1. Đó.
cái việc quan trọng nhất là các bạn phải giữ ấm cho nó nhé, và không để nó lạnh đấy, thì là đã thành công 90% rồi. Và đến giai đoạn sau thì các bạn phải bổ sung canxi cho nó để cho nó phát triển khung xương và nó không bị liệt đấy. Đó là một cái lưu ý mà đó là những cái mà điều mà mình luôn luôn dặn đi dặn lại cho các bạn đấy. Mình có thể đăng tải lên kênh những cái tên thuốc và những cái một số những cái lỗi, những cái ban bệnh và những cái cần tránh, những cái lưu ý để cho các bạn theo dõi đấy. Các bạn gặp vấn đề thì các bạn lên cái kênh YouTube là Chim Cú Gáy Hay, và các bạn vào danh sách video các bạn tìm kiếm theo những cái vấn đề mà các bạn gặp phải, ví dụ như là cách úm đà điểu, hoặc là cách bắt đà điểu, cách mổ đà điểu, hay là một số bệnh của đà điểu, hay là như thế nào, những cái lưu ý. Thì mình bản thân đồng chí Thao đã làm kênh từ nhiều năm nay, sẽ có những cái video giải quyết vấn đề đấy. Trong trường hợp các bạn nhắn tin gọi điện không được thì tối các bạn nhắn tin gọi điện, thì mình sẽ cố gắng là nghe được hay không thì mình sẽ phục vụ, mình sẽ trả lời cho các bạn, có thể là ngay lập tức hoặc là hẹn các bạn trả lời sau. Bởi vì có những lúc mình cũng việc nước việc nhà, có những lúc một mình không thể giải quyết được hết những cái lượng việc. Mong rằng là các bạn thông cảm, và đang theo dõi video này sẽ chia sẻ video này cho mọi người biết đây là một đơn vị rất là tâm huyết với cái kênh con giống đà điểu, và trên hàng năm thì sẽ cung cấp ra thị trường hàng nhiều nghìn con giống đại diện cho anh em ở khu vực miền Bắc và các khu vực miền Trung. Tất nhiên là các khu vực miền Nam, miền Tây thì mình cũng bán rất nhiều rồi, từ Trà Vinh, cả Đồng Tháp đến Cà Mau, đến Cao Lãnh, Hồng Ngự, hay là đến Nhà Bè, Cái Nước, hay là các khu vực ở Tây Nguyên, khu vực miền Nam, bến xe miền Đông, thì các bạn kết nối với nhà xe Anh Khuyên và nhà xe Tình Nghĩa. Tất cả những cái đó mình đã có văn phòng tại bến xe miền Đông rồi, thì các bạn yên tâm là mình sẽ chuyển cho các bạn đến đúng và bảo hành đến khỏe mạnh, sống đến đó. Trong trường hợp có vấn đề thì các bạn gọi điện thẳng cho mình sẽ có trách nhiệm đấy, sẽ có trách nhiệm giải thích và sẽ có trách nhiệm trong những mọi vấn đề, mọi tình huống xảy ra. Thì bên mình xác định là lập lên một cái kênh cây giống con giống là mang tính chất là lâu dài, bền bỉ, uy tín, chất lượng. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Có lẽ là chiều nay mình cũng đã bắt đầu phải gửi một số đơn về con giống đà điểu rồi, một số chim và chuột cũng sẽ gửi đi. Thì hôm nay thì xe sẽ ưu tiên vào tận nhà và sẽ gửi cho các bạn, để cho anh Khương, số điện thoại là 0942 0942 0942 0942 đấy. Anh Khương ở bến xe Mỹ Đình ý, là trên cái trang mạng này các bạn có thể biết được cái số đấy, là người làm việc đại diện cho mình, để anh có thể là sang xe, anh có thể quản lý cách thu và nhận tiền đấy. 0942 0089 769 nhé các bạn nhé. Các bạn cố gắng là gọi cho mình hoặc là cho anh Khương trong những vấn đề về lấy số nhà xe hoặc là có những vấn đề khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chim vừa lắm. Đấy, gửi đà điểu đầu tiên của năm 2020 đấy. Chim cũng vừa lắm. Tuần tới là gửi liên tục. Chim mới về đây. Ừ. Không được nghe đâu. Nó quay cái đéo gì mà quay nó biết nào. Dạ quay. Quay đi tao mà. Mai gửi báo trước nha, tao cầm bạc đi nhá. Nhá, mai gửi báo, tao cầm bạc, tao thông chứ. Sáng mai chắc chắn gửi mà. Ba thùng. Sáng mai gửi ba thùng nhá. Ba thùng đà điểu ấy. Mai 12 gửi. Các bạn thấy là nó nhặt rau, cái rau mà gọi là rau hoa trắng ấy. Đây này, cái rau hoa trắng này các bạn nhìn nhá. Mình thái ra mình cho nó ăn rất là ok luôn. Nó ăn rất thích ăn rau. Giống này rất thích ăn rau các bạn. Và các bạn cho ăn rau, các bạn nên cho ăn từng bữa một. Thường các bạn cho ăn rau vào lúc 10 giờ sáng hoặc là lúc 3 giờ chiều nhá. Đấy, buổi sáng sớm ra thì các bạn cho ăn cám. Cái cám úm gà con giai đoạn 1 này. Đấy, thì nó sẽ ấm bụng hơn. Đấy. Nhiệt độ nếu mà các bạn nuôi thì các bạn để ý cho mình là khoảng 30 đến 35 độ nhé. 30 đến 35 độ thì con đà điểu nó sẽ ấm và giảm dần cho về những ngày sau. Ví dụ như một tuần tuổi em dần dần nó sẽ giảm dần đi. Số điện thoại để các bạn tư vấn
nuôi con đà điểu và tư vấn đặt mua con giống là 033 5305982 và 0989 177982. Hôm nay thì là ngày 10 chiều ngày 11 tháng 2 năm 2020. Đồng chí Thao xin cô gái chia sẻ những cái khoảnh khắc bắt đầu từ đầu mùa đà điểu để cho quý vị và các bạn nắm bắt được. Một lần nữa mình luôn luôn nhắc các bạn là các bạn cố gắng là gọi điện cho mình sau khi nhận con giống. Cố gắng và đọc hết những cái tờ cái mặt sau của cái phiếu dán trên thùng xốp là nó có những cái lưu ý và những cái hướng dẫn để cho các bạn nuôi. Còn cái tài liệu của mình thì nếu bạn nào cần thì mình sẽ photo cho bạn cả một quyển sách hướng dẫn. Đó, hoặc là nếu như các bạn có thể đăng ký kênh trên YouTube thì các bạn có thể xem mình chụp ảnh và mình tạo thành một cái file video có đầy đủ những cái bài. Đấy, các bạn có thể kết nối Zalo và Messenger thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học online hoặc là tìm hiểu qua tài liệu gửi hoặc là photo. Đấy, một trong những cái mặt hàng mà các bạn biết đến đồng chí Thao trên kênh Chim Cô Gái là con giống đà điểu và đã duy trì một vài năm qua rồi. Đấy, hiện giờ thì đã được úm, đã được ra nò và có thể là úm một tuần, hai tuần tuổi và sẽ xử lý quy trình rồi sẽ được chuyển cho các bạn từ miền Nam, miền Trung và miền Bắc. Đấy, các bạn thân mến thì một trong những cái điều mà mình muốn mong muốn là các bạn cũng như mình là phải thành công trong chăn nuôi. Đấy, các bạn thấy là những chú đà điểu của chúng ta đều có gắn những cái mã số, những cái nhãn mác, những cái khuy, những cái con số này, mác số đầy đủ. Thì để cho các bạn biết là đây là cái nguồn gốc đà điểu có cái quy chuẩn, có nguồn gốc. Mà khi gửi thì mình sẽ gửi cho các bạn tất cả tài liệu và cả thuốc. Đấy, mọi cái xa gần thì mình sẽ tính cước và tính tổng chi phí cho các bạn cụ thể qua điện thoại. Đấy, nên các bạn cũng nên gọi điện trực tiếp để mà báo giá cũng như là thương lượng giữa người mua và người bán. Nhiều khi các bạn mình không có thời gian để mà trả lời hết tin nhắn thì mong các bạn thông cảm. Hai nữa là nếu như các bạn mua nhiều thì mình cũng sẽ có lựa mình bán. Và các bạn ở xa thì chắc chắn là chi phí hơn các bạn ở gần. Hơn nữa là các bạn có thể sử dụng những cái nứa ngày tuổi khác nhau. Đầu mùa thì nó sẽ cao giá hơn là giữa mùa và cuối mùa. Chính vì vậy là mình luôn luôn là muốn là các bạn nên mua hàng thì các bạn nên chủ động các bạn gọi điện. Một phần là giữa người mua người bán sẽ trao đổi nó cụ thể hơn về cái khoảng cách, về cái nứa tuổi, về cái quy trình nứa tuổi rồi nhiều. Mình sẽ ưu tiên những khách hàng đã mua của năm ngoái và ưu tiên những khách hàng ở khu vực miền Bắc, miền Trung, sau đó đến miền Nam. Bởi vì càng xa thì cái việc gửi nó sẽ rất vất vả. Đấy, chúng ta chỉ cần gọi điện nhưng mà cái công tác để mà tạo ra được một chú đà điểu bay từ miền Bắc vào đến tận miền Tây, đó là một cái sự cố gắng nhất của cái kênh Chim Cô Gái Hay. Một sự cố gắng đó được thể hiện là đã thiết lập một cái ekip gửi con giống đi từ A đến Z và được chăm sóc, được có trách nhiệm và được bảo hành, bảo kê và được hệ thống nhân viên, hệ thống nhà xe, hệ thống chuyển hàng ăn khớp với nhau, chăm sóc con giống trên đường để cho con giống được gì? Khỏe mạnh, không bị còi đi ỉa, ốm yếu và cũng đã đúc rút nhiều cái kinh nghiệm thì đã có được những cái tránh những cái lưu ý khi mà gửi cho các bạn ở xa. Đấy, thì về phần kỹ thuật thì các bạn cố gắng là đọc tài liệu, tham khảo trên các video, các chủ đề trên kênh hoặc gọi điện cho mình vào những cái giờ. Tất nhiên là điện thoại của mình sẽ là rất là khó gọi, cái số nào cũng vậy thôi, 0335305982, bởi vì mình giải quyết rất là nhiều những cái đàm thoại và có rất nhiều những công việc phải giải quyết khác. Thật ra sẽ các bạn gọi lúc nọ không được thì bạn sẽ gọi lúc kia. Nhưng chắc chắn là mình đã làm kênh, mình sẽ đăng tải trên kênh thì cái điện thoại của mình sẽ trường tồn mãi mãi, không
không gì thì mọi người vẫn 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 phải nên nhớ là những cái số điện thoại làm ăn thì chúng tôi rất là tôn trọng nó, không bao giờ bỏ số và không bao giờ có cái việc là đổi số đấy. Thì chính vì vậy là các bạn cố gắng là các bạn kết nối lại hoặc nhắn tin, có những việc khẩn thiết các bạn có thể nhắn tin đấy. Thì là các bạn nhiều khi là có những bạn là nhắn những cái tờ tin khẩn cực kỳ khẩn cấp đấy. Thì cần thì cần phải gặp thì tôi sẽ chủ động, tôi ưu tiên mà tôi sẽ gọi lại luôn đó. Một trong những cái điều mà tôi rất tâm đắc với các bạn là tôi sẽ tôi rất mong muốn là các bạn đăng ký kênh. Các bạn đăng ký kênh thì mình sẽ ra video nào thì ở trên thiết bị công nghệ của các bạn sẽ có thông báo, và mình các bạn sẽ sớm là những người đón nhận được những thông tin. Thì có một số những cái bài từ năm ngoái là khi mình chuyển đi từ con chim, con chuột, con đà điểu, có những trường hợp là do cái sự ăn khớp khách hàng không có thời gian nhận thì mình đăng lên kênh, thì tất nhiên là bạn nào ở gần khu vực đó sẽ được mua với cái giá là ưu đãi, bởi vì là do là hàng nhỡ đấy. Chính vì vậy là nhiều khi là các bạn cứ nhắn tin hỏi giá rồi hỏi nọ hỏi kia là mình cũng phần nào là trả lời nó chưa hết. Mong rằng là các bạn sẽ hiểu cho và các bạn cố gắng là gọi điện trực tiếp đấy. Cái nhắn tin qua Zalo, Facebook là mình cũng trả lời nó cũng không được nhiều. Nhắn tin qua điện thoại thì mình cũng có thể là trả lời được phần nào, bởi vì mình còn sử dụng điện thoại thì mình dễ sử dụng hơn, sẽ nghe điện thoại và tư vấn cũng như là trao đổi thì nó sẽ dễ hơn các bạn ạ. Đó. Thì mỗi một năm thì kênh Chim Cú Gáy Hay sẽ cho ra đời đến với những khách hàng trên toàn quốc là một vài nghìn đấy, vài nghìn con giống đà điểu đấy, và sẽ hỗ trợ đầu ra đấy, sẽ hướng thu mua và sẽ có cái tư vấn để cho các bạn có thể là giải quyết những cái đầu ra, tạo ra cái sản phẩm cuối cùng là con đà điểu thịt hay con đà điểu cảnh sinh thái hay con đà điểu các sản phẩm đó đấy. Mong rằng là các bạn sẽ hiểu được cái tinh thần phát triển cây giống và con giống hiếm quý độc lạ đấy, đặc biệt là con chim cú gáy và con đà điểu là màu sắc chủ đạo. Tới đây là sẽ là con chuột lang và cây chanh tứ quý, cũng như những cái mặt hàng mình đăng trên. Nhu cầu bán hàng, nhu cầu kinh doanh, nhu cầu kiếm tiền là nhu cầu chính đáng của một người có cái chí cầu tiến các bạn ạ. Mình không hề e ngại gì khi nói ra những cái nhu cầu đó. Đấy, một số bạn cũng có tham gia bảo là anh nên chỉ phát triển trên kênh một mình con chim cú gáy thôi. Nhưng mà thực tế là mình không có thời gian để phát triển nhiều kênh YouTube, nhiều tài khoản Facebook. Mình chỉ có một tài khoản Facebook và một kênh YouTube thôi. Mình thể hiện như thế nào thì bạn nào yêu mến ủng hộ thì các bạn cố gắng là theo dõi và kết nối với mình, cố gắng kết nối với mình bằng mọi cách nào đó. Đấy. Thì báo cáo với các bạn buổi chiều hôm nay thì mình cũng vừa gửi hàng đi rồi, vừa gửi cho các bạn ở Cẩm Phả, ở Hà Nội, rồi mai thì mình sẽ gửi cho các bạn ở khu vực Nghệ An đấy, và tiếp theo là những cái cuối tuần này thì sẽ có rất nhiều. Một cái nứa quy trình thuốc cũng xong thì khoảng 200 con thì cố gắng là các bạn bạn nào đã đặt hoặc bạn nào chưa đặt, các bạn sẽ có những cái liên kết với mình thì mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Mình sẽ gửi cho các bạn và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đấy, gửi thuốc, gửi tài liệu, gửi con giống cho các bạn, cùng đồng hành với các bạn để tạo ra một cái sự lợi nhuận trong cuộc sống, trong kinh tế. Chúc các bạn là những fan hâm mộ lâu năm của Chim Cú Gáy Hay, chúc các bạn sẽ có được những cái niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hãy chia sẻ video và hãy đăng ký để ủng hộ mình, để có những cái động lực, có những cái niềm vui để tiếp tục dành thời gian để ra những video mới, chia sẻ những kỹ thuật, chia sẻ những kinh nghiệm, chia sẻ những cái điều hay trong cuộc sống cho các bạn. Ok, bye bye.